Chủ nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2018, 15:36 PM, GMT cộng 7, quán cà phê băng là ý tưởng của hai bạn sinh viên Dương và Thảo, cùng 26 tuổi, với mong muốn tạo nên một không gian lạnh ngay giữa Sài Gòn quanh năm nắng nóng. Hai bạn quyết định đưa mô hình này ra Hà Nội sau 3 năm mở thành công ở Sài Gòn. Mới khai trương được vài ngày nhưng quán cà phê băng trên phố Đại Cồ Việt đã thu hút khá nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm. Trước khi vào quán, bạn có thể gọi đồ uống và chọn một chiếc áo khoác lông được chuẩn bị sẵn. Anh Dương chủ quán khuyên các bạn trẻ nên mặc áo vì khó có thể chịu được lâu dưới cái lạnh 10 độ C. Bên trong quán, những tảng băng được điêu khắc thành nhiều hình thù, trong đó có hai chú tuần lộc kéo xe cho ông già Noel. Bàn ghế ở đây đều làm bằng băng và được chủ quán phủ lên một lớp lông giúp khách ngồi đỡ lạnh. Để giữ cho băng không tan, chủ quán phải trang bị những máy làm lạnh, giữ nhiệt độ ở mức 10 độ C, thậm chí xuống tới 40 độ C. Các bạn trẻ thưởng thức những tách trà và ly sữa nóng hổi giữa không gian băng giá. Bạn Huyền thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác uống cà phê trong một không gian lạnh và đẹp như vậy. Nhóm bạn suýt xoa trước cái lạnh 10 độ C khi ngoài trời thời tiết đang nắng nóng hơn 30 độ C. Khách đến uống cà phê cùng nhau ghi lại những hình ảnh ở quán. Một vị khách tạo dáng